So probably I don't have to tell you how good and compassionate and kind Diem is, but I will tell you anyway. Because it's not when first meeting her or falling in love or dating her, but it's really after living together for a few years that you can start to see how beautiful she is. And I think any man would be lucky to be in my shoes, any man would be. Về người chồng tương lai hoặc đám cưới của mình sẽ diễn ra như thế nào. Cho đến khi tôi gặp Jamie, một người ấm áp, tử tế, một người luôn mang đến cho tôi cảm giác gia đình. Lễ cưới đầu tiên của chúng tôi ở Bỉ là những giây phút của hạnh phúc, yêu thương, sum vầy ấm cúng cùng gia đình và bạn bè. Thank you for giving my life.
đứa trong đang hạnh phúc, sức khỏe. Và thì là mỗi lần ấy thì ngồi lại nhớ lại gia đình, nhớ lại quê hương. Chúc bác con mạnh khỏe hạnh phúc.